Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy trả lời giúp con việc này ạ. Con hay bật đài niệm Phật tại phòng ngủ riêng của mình, bật 24/24 ạ. Con bật suốt như vậy vì con nghĩ mình bật lên cho chúng sinh nghe, mình cũng được nghe suốt ngày, giúp tăng năng lượng nơi ở của mình. Nhưng gần đây con lại nghe thấy bảo không nên bật đài trong phòng ngủ vì đó là nơi tế nhị, đặc biệt là phòng ngủ của vợ chồng thì không nên. Lại có bạn khác bảo bạn cũng hay mở kinh khi ngủ, thường thì phòng ngủ bạn không đem đồ mặn vào, cũng không có chuyện gì đáng nói. Phòng ngủ chỉ là nơi mình học tập và nghỉ ngơi thôi. Bạn mở kinh trong phòng thường để ở trên tủ sách của bạn ngồi nghe. Buồn ngủ thì nằm hướng đầu vào điện thoại để tránh chân quay hướng vào điện thoại, tức là mở điện thoại, mở tiếng niệm Phật hoặc giảng kinh bằng điện thoại đó. Nói chung mình mở kinh, nghe kinh mọi lúc cho mình cảm giác an lạc, yên tĩnh. Nhưng có bạn khác nữa thì lại bảo là không được, và bảo như vậy là bất kính. Bạn ấy còn trích dẫn kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật của Hòa Thượng Tuyên Hóa quyển 5, nói rằng khi nghe kinh quý vị không được nằm hoặc ngủ, không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đọa làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nó không đứng dậy được, vân vân. Kính mong quý thầy giúp con làm rõ việc mở đài niệm Phật thế nào cho đúng pháp ạ. A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta thấy cái này cũng là một cái điểm, đúng không? Nếu mà y cứ vào lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 5 thì đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà y cứ vào gì? Vào Ấn Quang Đại Sư Văn Sao hay Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục vân vân, thì cụ tổ thì cụ giảng đây, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Nằm là gì? Lúc đi chúng ta niệm Phật là đi kinh hành niệm Phật là được, chứ ngồi tính tọa niệm Phật thì được rồi. Chứ đứng chúng ta gì gọi là phương pháp bát chu tam muội, chúng ta đứng chúng ta niệm Phật cũng được rồi, nhưng nằm gì cũng niệm Phật, gọi là hành chu tọa ngoạ, hay là gọi là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Vậy lúc nằm niệm Phật thì có khác gì với nghe kinh, khác gì với giảng kinh, nghe giảng kinh khác gì với nghe kinh, khác gì với nghe niệm Phật các quý vị? Thầy đang làm rắn hết à? Đấy, nói như vậy thì Ấn Tổ này là bảo chúng ta thì nằm mà niệm Phật đó thì thành rắn à? Không. Chúng ta phải biết là kể cả lời của Ấn Tổ hay lời của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng đều đúng. Đúng với tùy trường hợp. Ví dụ chúng ta bây giờ khởi cho cái tâm gì? Lười biếng mà nghe kinh, niệm Phật thì không được. Lười biếng là sao? Ví dụ chúng ta bình thường vào cái giờ nghe kinh, giờ đi học, mà chúng ta trốn ở nhà, chúng ta nằm, chúng ta nghe kinh, niệm Phật, không được. Ví dụ đến giờ này là giờ chúng ta gì? Ví dụ giờ 4 giờ đến 5 giờ, 5 rưỡi sáng là giờ mà các sư lên chùa tụng kinh. Nhưng mà trong đó thì có một vài vị sư thì lười, mà thôi hôm nay lên chỗ này mệt quá thì, hay là hôm nay thì trời mưa đi dậy ướt không kéo phải cảm thì chết, hoặc là hôm nay nóng quá lên chùa nóng quá, ở phòng có điều hòa, thôi nằm niệm Phật là cũng thế mà. Ấy thì trường hợp đó là gì? Là không được. Trường hợp đó thì là ứng vào cái lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân vậy. Tức là khởi cái tâm gì? Lười biếng, coi thường mà đọc kinh niệm Phật,
Đại chúng thì lên chùa tụng kinh niệm Phật trang nghiêm, còn mình thì vì khởi cái tâm gì lười biếng và coi thường mà nằm. Mình nghĩ là thôi hôm nay trời lạnh quá, hoặc là hôm nay trời nóng quá, ở trong phòng niệm Phật cũng thế mà. Thế là không được. Hoặc là cái thời đến thời giảng kinh của gì của sư phụ hoặc của các quý thầy đang giảng ở trên lớp, mà mình lại trốn xuống phòng, mình bảo là thôi mở điện thoại xem trực tuyến cũng được. Ấy, như thế thì gọi là coi thường, là gọi là khinh nhờn với Pháp. Thì trường hợp này ứng vào lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa gì là thành rắn đấy. Hoặc là các quý vị nghe thầy giảng trực tuyến như thế này, các vị nghĩ là ôi rồi nằm nghe ông ấy giảng cũng được, gì đâu. Hãy khởi ra cái tâm này, thôi nằm nghe ông ấy giảng cũng được. Mà trong khi đó mình rất gì, rất khỏe. Thời gian bây giờ này nó cũng chưa khuya, mới chỉ có khoảng 10 giờ thôi. Bình thường là 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ chúng ta mới đi ngủ. Mà mới 10 giờ chúng ta thì chúng ta vì giải đãi, vì biếng lười, vì coi thường, rồi nằm để nghe ông ấy giảng được, hay nghe thầy ấy giảng được. Thì đó gọi là khởi cái tâm gì xấu, cái tâm là không cung kính mà nghe Pháp, thì ứng với lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy. Đó. Còn nếu mà không phải là thầy giảng trực tuyến, cái bài giảng chúng ta nghe hôm đó chúng ta nghe cung kính rồi các thứ rồi, mà bây giờ chúng ta muốn thì muốn nghe đi nghe lại cho gì cho biết nhiều, hiểu rộng, nhớ ra, thì có thể đêm ngủ chúng ta bật lên nghe cả đêm cũng được, các quý vị không sao. Đấy, trường hợp này thì gì? Lại ứng với gì? Lời của Ấn Tổ nói đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể nghe Pháp vậy. Nằm cũng có thể nghe Pháp, nhưng mà bằng cái tâm gì? Chúng ta sinh cái tâm là cung kính. Nếu chúng ta yếu, chúng ta mệt, chúng ta bắt buộc phải nằm để nghe Pháp hay nằm để niệm Phật, thì chúng ta sinh khởi cái tâm là gì? Là hổ thẹn. Hổ thẹn là ai? Hổ thẹn với ai? Hổ thẹn với Tam Bảo, hổ thẹn với Phật, với Pháp, với Tăng. Hổ thẹn là do mình gì? Phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu, tuệ cạn, thân thể thì yếu gầy, bệnh tật, cho nên không thể ngồi để nghe Pháp được suốt. Vì ngồi nhiều thì thân mỏi, đầu đau, nó quay quay, mỏi hết cả lưng, cả xương, cả sáu ra, cả thân thể ra, cho nên phải bắt buộc phải nằm. Nhưng nằm có nghe được Pháp không? Có, nằm nghe được. Nhưng mà sinh cái tâm gì? Cái tâm mà hổ thẹn, cái tâm ăn năn sám hối để mà nghe thì vẫn được vậy. Đây gì? Lại ấn vào, lại hợp vào lời của Ấn Tổ nói là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể đọc kinh, đều có thể nghe giảng vậy, các quý vị. Đấy, có nghĩa là Pháp của Phật đó, là Pháp nhĩ như thị. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, tùy theo cái sự việc nó như thế nào để chúng ta đem áp dụng cho phù hợp vậy. Đấy, thầy nói như thế. Cho nên cái trường hợp này Phật tử có thể gì? Khởi cái tâm gì? Cung kính. Cái tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Hổ thẹn là mình không đủ sức khỏe để lúc nào nghe Pháp cũng ngồi trang nghiêm như thế này để mà nghe Pháp. Đó. Đây là hổ thẹn, sinh tâm hổ thẹn. Khởi cái tâm cung kính là sao? Có nghĩa là mình mỏi mệt, mình phải nằm, mình phải ngủ. Nhưng mà do dù nằm ngủ nhưng tâm mình gì? Một lòng một dạ chí thành chí kính để nghe Pháp, hoặc là để gì? Để niệm Phật vẫn được vậy. Tương ứng với lời gì? Ấn Tổ dạy ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật. Hay là tương ứng với lời gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải cũng nói là đi đứng nằm ngồi đều gì? Đều có thể niệm Phật, đều nên niệm Phật. Thậm chí Tổ còn dạy chúng ta gì? Vào nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật vậy. Nhưng mà niệm gì? Niệm thầm thôi, chứ không niệm thành tiếng. Thậm chí Tổ dạy chúng ta gì? Vào nhà tắm chúng ta tắm là vẫn có thể gì? Có thể niệm Phật, nhưng niệm thầm thôi, không niệm thành tiếng vậy. Đấy, chúng ta thấy đi vào những cái nơi ô uế bẩn thỉu như lúc chúng ta gì? Tắm rửa và chúng ta gì? Tẩy uế, chúng ta vào nhà vệ sinh mà Tổ còn dạy chúng ta là cũng nên niệm Phật vậy. Nhưng niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm chứ không niệm thành tiếng. Chúng ta niệm Phật
còn hơn là chúng ta niệm gì? Niệm tà, hơn chúng ta niệm gì? Niệm ma. Đó. Cho nên đấy tương ứng với lời của Ấn Tổ dạy ở trong văn sao vậy. Đó. Tùy duyên, cái này thì chúng ta phải nói tùy duyên, nhưng mà phải luôn luôn sinh cái tâm là gì? Hổ thẹn, vì chúng ta không thể ngồi để nghe pháp trang nghiêm như những bậc thượng căn thượng trí được. Chúng ta là bậc phàm phu, hạ căn, hạ trí, phúc mỏng nghiệp dày, cho nên ngồi suốt thì thân thể mệt nhọc, mỏi nhừ, cho nên bắt buộc thì phải nằm. Lúc ngồi mệt thì phải nằm. Mà nằm nếu chúng ta không nghe pháp, không niệm Phật, không tu thì làm cái gì đấy? Làm cái gì? Thì thiện không niệm thì ác nó sẽ khởi lên. Cho nên chúng ta lấy thiện pháp để diệt trừ ác pháp. Đây cũng là tu vậy. Nhưng mà tu của bậc gì? Của hàng phàm phu chúng ta, hàng hạ trung căn của chúng ta. Còn thượng căn thì các chúng ta biết rồi. Chúng ta đọc những câu chuyện về các vị tổ như là Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm. Từ khi xuất ra, Ngài không đặt lưng xuống chiếu. Ngài chỉ là ngủ ngồi. Tức là Ngài ngủ ngồi, các quý vị, Ngài ngồi mà ngủ. Chúng ta thấy không? Đó, đây là bậc gì? Thượng căn thượng trí. Chúng ta làm sao mà đem cái pháp của bậc thượng căn để mà áp dụng cho hạ căn được. Lời dạy của Ngài Tuyên Hóa, tức là đem nói gì cho bậc thượng căn và trung căn được. Còn lời dạy của Ấn Tổ là gì? Là dùng cho cả thượng, trung và hạ đều áp dụng được vậy. Lời của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là dành cho cả thượng, trung và hạ căn đều áp dụng được vậy. Đấy, chúng ta cũng phải biết cái đó. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp. Chúng ta nếu cố chấp vào Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy như thế, thì chúng ta chỉ được ngồi nghe pháp thôi, cung kính mà nghe pháp thôi. Còn cái khi chúng ta nằm ngủ là không được nghe pháp, không được bật đài niệm Phật, thì khi đó làm cái gì đây? Mà chúng ta cũng không được niệm Phật nữa, và chúng ta bảo đang nằm như vậy mà niệm Phật là bất kính thì cũng làm gì đây? Không được. Đó, cho nên là tùy duyên. Đối với bậc thượng căn, thượng trí, thì chúng ta thấy Đại La Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài cũng thường gì? Ngài thường ngồi chứ gì? Không nằm ngủ, ít khi nằm ngủ, thường ngồi. Đại La Hòa Thượng Quảng Khâm thì Ngài thường ngồi chứ không bao giờ nằm ngủ. Đấy. Có những cái bậc tôn túc họ tu hành lập hạnh như thế. Đây là những bậc thượng căn, thượng trí mới có thể làm được. Phát cái tâm gì? Đại thừa rộng lớn, cái đại nguyện là rộng lớn mới có thể làm được. Chúng ta thì khó lắm. Thì thôi, theo quan điểm của Thầy trường hợp này, Thầy nghĩ rằng Phật tử cũng có thể vừa nghe pháp vừa niệm Phật, lúc nằm lúc ngủ cũng được. Nhưng mà cái thứ nhất là khởi cái tâm gì? Hổ thẹn với Tam Bảo. Hổ thẹn là mình phúc mỏng nghiệp dày, cho nên không đủ thân thể, không đủ khỏe mạnh để ngồi trang nghiêm, để nghe pháp, để niệm Phật suốt suốt, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua năm nọ, cho đến gì? Cho đến khi vãng sinh vậy. Đây là khởi tâm hổ thẹn. Và khởi tâm cung kính là sao? Đó là tuy chúng ta nằm, nhưng mà cái tâm của chúng ta gì? Luôn luôn cung kính pháp, cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính Tam Bảo như vậy. Để mà niệm Phật, để mà nghe pháp thì cũng có thể gì? Chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ cho chúng ta vậy. Đây là ứng với lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, nói rằng đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể nghe pháp, đều có thể tu hành vậy. A Di Đà Phật.